Ba chùm điệp xua nha thằng ọt nha. Vâng, chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Em giúp các bạn tự học tiếng Khmer. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài số 20 nhé. Mê riêng ti mùi phầy. Các bạn chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, like và subscribe. Ở bài số 20 mình sẽ đi học một phụ âm giọng o, đó là phụ âm đò. Đây là chữ đo nha các bạn. Đò, mình đọc là đò. Đò. Đò sra ó. Mình đọc là đò sra ó đó. Đó. Đò sra ó đó. Đó. Đò sra ấy. Đò sra ấy đầy. Đò sra ấy đầy. Đầy. Đò sra ấm. Đó sẽ âm đầm. Đầm. Đó sẽ âm. Đó sẽ âm đầm. Đó sẽ ấy đấy. Đó sẽ ở đó. Đây đó. Các bạn có thể đọc lại. Mê riêng tí mùi thầy. Đó. Đó sẽ ở đó. Đó sẽ ấy đấy. Đó sẽ âm đầm. Đó sẽ ấy đấy. Đó sẽ ở đó. Đây đó. Ngoài ra còn có từ đó sẽ đấy. Xó. Đầy xò. Giờ mình tìm hiểu nghĩa của các từ này nha. Trước khi đi tìm hiểu nghĩa, mình sẽ đọc câu ứng dụng. Xó sẽ y xế. Đó sẽ à đá. Đó sẽ âm đắm. To sẽ ai tè. Xê đà đầm tè. Mình đọc lại. Xê đa đầm tè. Bây giờ mình sẽ đọc lại toàn bộ nội dung bài số 20. Mê riêng tí mùi phầy. Đò. Đò sẽ rõ đó. Đò sẽ ấy đấy. Đò sẽ âm đắm. Đò sẽ ấy đấy. Đò sẽ rõ đó. Đây đó. Đò sẽ ấy đấy. Xó. Đầy xó. Xê đa đầm tè. Các bạn có thể tự đọc lại nhé. Thì trong video này mình không có chèn nội dung cách viết chữ đo, các bạn thông cảm nhé. Vì điện thoại của mình hôm nay bị trục trặc vì sự cố, nhờ các bạn thông cảm. Ở đây là nghĩa của một số từ. Đó nghĩa là mộc. Đây nghĩa là đất. Đây đó là đất bồi. Đây so là phấn, phấn viết bản nha các bạn. Đâm là trồng. Các bạn có ý kiến gì và muốn hỏi vấn đề gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới, mình cùng nhau tự học tiếng Khmer nhé. Xôm ọc hình, xôm chùm đẹp lìa. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn đón xem bài số 21.